nay là ngày gì vậy em? Dạ bữa nay là ngày đi chơi của trường. Dạ ngày 28/1 cô. Ngày 28/1 chú coi chơi vui vẻ nha. Dạ. Con cho con hỏi hôm nay là ngày gì vậy? Cho cô hỏi hôm nay là ngày gì con? Dạ hôm nay là ngày đi chơi của tụi con đi. À, ok, cảm ơn các con nha. Thank you.